cho tới bốn bốn năm bốn năm ok ok bình thường hay là đặc biệt đây? Đặc biệt. Đặc biệt. Super hả? Người ta người chào cô. Mà. Cô nhá. Cô nhá. Cô nhá. Cô biết anh hả? Em biết em á. Thấy em lần đầu. Cảm ơn nhá. Yeah. Woo. Ai đồ gì à? Ai đồ gì? Cảm ơn. Chào con. Xin cảm ơn. Yeah. Cuốn nắm đặc biệt. Đúng rồi. Càng yêu quá. Quá nhiều. Quá nhiều. Mình đã tới Nhật 3 năm nhưng chưa gặp được ai phù hợp. Mình đã cố gắng làm việc. Con có ăn uống đầy đủ không đấy? Nếu có người nào tốt thì giới thiệu cho mẹ xem nhé. Nếu được thì mình cùng nhau nói chuyện nhé. Em làm việc ở nhà máy thực phẩm. Em làm công việc gì? Công việc của em có vui không? Món ăn này ngon lắm. Nếu có thời gian chúng ta cùng nhau đi ăn em nhé. Mẹ ơi, con tìm được người phù hợp với con rồi. Có hỗ trợ tính năng dịch tiếng Nhật. Ứng dụng hẹn hò của người Việt và người Nhật. Aishite. Aishite. Gặp Việt hôm qua. Ngon quá. À đúng rồi. Quay clip. Đang quay clip. Ngon lắm. Ngon quá. Tính tiền. Tính tiền. À 55.000. Okay. À, đặc biệt. À 70. Dạ. Quay sao cho nổi. Nổi. Cảm ơn nha. Rất là ngon. Bye bye con nha. Bye bye. Xin cảm ơn. Lần đầu ăn bún nắm. Ngon quá. Enjoy Vietnam.